见识见识我们东厂最新版本的独孤九剑。我们西厂早已有了破解攻略。不好了，不好了，出大事了！小小一关，坐落在剑神脚下，转身三代九流，我是大拿。不来电源，命不来电交加，平静生活突然纷乱如麻。烟火是景，是自有真言，江湖又开始风云涌现，有些运气，你加点创意，奇迹秘诀全部一一实现。我是大侠，照样行走天下，时时伪装面具，隐藏战友，何时敌对？夜雨黄昏，白衣柴门，谁在幕后操纵着谁？我不是大侠，一样可别真假，明枪暗箭，阴谋阳谋，倒也不是笑话。秋寒花瘦绿衣，新酒谁归成败？风流须看破。一剑千起恩密策，一次次为一转换，一条条轨迹多端，一回回剑刃万把，一段段爱恨情仇，一片片嬉笑怒骂，一幕幕风花雪月，一场场魂牵魔挂。我不是大侠，照样行走天下，不能下山，对我每天是非不必多问。我不是大侠，顺心顺情，独来闯难关，前往神话。我不是大侠，一样可别真假，八百分钟黄我都能不是我的菜。我不是大侠，春风白骨，快乐是与你把酒共话。Người giết đó thực ra không phải là ông công. Liễu Nhi, nếu trong lòng con đã nghi ngờ, nếu như ta nói không phải ta, con có tin không? Nghĩa phụ cũng có nỗi khổ không thể nói ra, đúng sai quẩn khúc sẽ có công lý quyết đoán. Sự thật toàn bộ chuyện này sau này phải nhờ bản thân con tự mình tìm ra. Nhưng mà nếu như con không tin tưởng ta, muốn đâm cứ đâm được rồi. Có điều con nhớ kỹ một câu này: nếu con đã gọi ta một tiếng nghĩa phụ, chúng ta coi như từng là cha con. Con có biết không, con biết càng nhiều chuyện, con sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn. Tắm nước hoa cầu cơ. Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Bà đã đi làm cửa rồi không? Cẩu thượng nhân đối diện diệu thủ hồi xuân, bà đi khắp nơi dán giấy báo ca ngợi hắn, bà tới chỗ chúng tôi làm gì? Chú đại phu ơi, tại ta ngu, tại ta khờ, không nên nhẹ dạ tin lời tên cẩu đại phu đã nói. Cục cưng của ta, dù uống loại thuốc đó xong à, kể ra cũng có chút hiệu quả. Nhưng ta thấy con trai ta sau khi đi ngoài mấy lần xong, nó không đi tiếp nữa. Về sao vừa ăn vừa ngủ ngon lành, cậu nói đi, vậy không nên đi viết thư cảm ơn sao? Nhưng sau đó có mấy ngày nó lại nghiêm trọng hơn nữa. Lần này thì dù có kêu hay là lay kiểu gì nó cũng không có tỉnh lại. Sau đó ta tiếp tục tìm tin cẩu đại phu, nhưng không ngờ hắn đóng cửa, không thèm quan tâm gì tới ta. Trời ơi, được rồi, bà mau đứng lên đi, không thấy mệt sao? Ta không có mệt. Xin chú đại phu không nhớ thù xưa ra tay cứu giúp con trai ta với. Nhưng mà chú đại phu nhà chúng tôi ra ngoài khám bệnh rồi, cũng không biết chừng nào mới về đây. Trời ơi, ông trời ơi, nó là ba đời đơn truyền của nhà chúng tôi đó, đứa con ba đời đơn truyền. Được rồi, đừng có khóc nữa. Bà đứng lên đi có được không vậy? Ta không đứng lên. Hồng ngưu với rượu ngon, nâng ly cạn. Cục cưng
Tuy là chỗ chúng tôi không có Chu đại phu, nhưng mà chúng tôi có một vị Triệu đại phu. Triệu đại phu hả? Ừ. Triệu đại phu. Triệu đại phu. Triệu đại phu. Triệu đại phu. Triệu Bối nói quên đó. Qua đây. Ờ. Mau qua đây nhanh lên. Triệu Bối, huynh nghiêm chỉnh một chút có được không? Tên cẩu thượng nhân đối diện đã nói huynh thành thứ không ra gì rồi. Bây giờ cơ hội xuất hiện ngay trước mặt huynh, huynh phải biểu hiện thật tốt. Uống miếng nước vô đi. Được. Để coi cho huynh khám kiểu gì đây. Đúng. Ây da. Mở miệng đứa bé ra coi, ta coi thử. Được rồi, có rồi. Đứa bé này sụp cao, tay chân đổ mồ hôi, sắc mặt xanh tái, trong miệng nó còn có mụn máu. Đây chính là trúng độc rồi. Trúng độc hả? Vậy cậu mau kê một thang thuốc gì để chữa cho nó đi. Đừng có gấp, phải tìm ra nguyên nhân bị trúng độc cái đã chứ. Ta đoán là đứa bé này chắc chắn đã ăn nhầm bả chuột rồi. Bây giờ người ta hay cho bả chuột vô màng thầu á, rồi đem quăng ở góc tường. Tụi nhỏ vừa ham chơi lại vừa ham ăn, cầm màng thầu là ăn liền, cho nên bị trúng độc thôi. Không thể nào đâu. Thằng bé này hả, một ngày 24 giờ không rời khỏi tầm mắt ta. Nó ngủ ta ngủ, nó dậy ta cũng vậy. Sao ta có thể để nó ăn đồ dơ dưới đất được chứ? Vậy chính là kẻ thù hãm hại. Chắc chắn là mấy người đắc tội ai đó rồi mới hạ độc con của bà, mới ra tay với nó. Chuyện này cũng không thể nào. Trước giờ thằng bé này ăn bất cứ cái thứ gì ta đều phải nếm thử trước mà. Nếu nóng á, ta sợ nó bị phỏng nên ta thử trước. Nếu lạnh, ta sợ nó bị lạnh nên cũng thử trước luôn. Nếu nó trúng độc thì ta phải trúng độc trước chứ. Sao nó có thể bị trúng độc được? Không thể nào đâu. Nè, bà cầm cái này đi. Nếu như cảm thấy là ăn gì đó không đúng, vậy thì bà cứ viết hết tất cả mọi thứ trước đó nó đã ăn ra đây, càng chi tiết thì càng tốt. Đúng, vì không sót món nào luôn. Không sót món nào hả? Vậy ta viết ha. Ăn, đừng bỏ ta một mình ở trong đó vậy chứ. Ai nói bỏ quên một mình chứ? Còn phải nói, vậy không phải là muội muốn ra ngoài sao? Bây giờ đứa bé này lỡ xảy ra chuyện gì không hay, bà thím này không đập ta một trận mới là lạ đó. Huynh thì hiểu cái quái gì, ta đi tìm Chu ca ca, bây giờ chỉ có thể nhờ huynh ấy mà thôi. Muội đi đâu để tìm hả? Hả? Muội có giữ để chỉ chỗ hắn đi khám bệnh sao? Muội đi đâu tìm đây? Huynh kệ đi, tóm lại chỗ này giao lại cho huynh. Nếu có xảy ra chuyện gì ta trừ lương của huynh. Khỏi trừ, tiền lương năm nay của ta muội đã trừ sạch luôn rồi. Năm nay không còn tiền thì còn có sang năm nữa mà. Coi chừng tới lúc đó bắt huynh bán thân trả nợ. Bánh tét đây. Hoàng thượng, công nhận lợi hại, ra ngoài thiệt luôn. Hey, ánh nắng của tự do đã lâu không được tắm nắng rồi. Ta đói rồi, đi ăn mì thịt bò. Hả? Hoàng thượng ăn uống tùy tiện dữ. Chu Nhất Long, huynh đứng lại cho ta. Đồ chết bầm này, đã lâu như vậy cũng không về nhà, tưởng là mình được bao thật sao? Cô nương à, đừng có nóng chội, là ta kêu Chu đại phu. Kêu gì mà kêu, ông cũng không phải thứ tốt lành gì. Đã nói là nhiều không trả thiếu thì bù, giờ đã qua bao nhiêu ngày rồi, ông cũng không nói năng tiếng nào. Ta cảnh cáo ông, nếu ông không bù số tiền đó vào, đừng trách bổn cô nương không có sáo với ông nha. An, muội đừng có nóng nảy vậy chứ, muội đợi ta làm xong việc bên hoàng lão gia này, ta sẽ tính kế lâu dài. Lâu dài cái đầu của huynh, bây giờ huynh lập tức theo ta về nha. Ta sao cô ăn nói ngang ngược quá như vậy? Chu đại phu vốn dĩ đang đi theo ta. Ta mặc kệ ông, huynh còn không theo ta về nhà sẽ xảy ra án mạng đó. Hả? Tại sao cứ sốt hoài không chịu hạ nhiệt vậy trời? Cuối cùng mấy người cũng chịu về rồi á. Nương tử, con ơi,
con ơi. Tại sao con lại thành ra như vậy hả con? Đúng rồi, đang chết là hơn 2 năm rồi, sao giờ mới về chứ? Con trọng sắp chết rồi kìa. Trời ơi, con nó bị làm sao vậy? Ủa, đây là con trai ông hả? Đúng. Ông ta chui từ đâu ra vậy trời? Khốn kiếp mà, 2 năm rồi ông bỏ đi đâu? Đi đâu con? Thằng nhỏ nói chuyện kìa. Con muốn ăn kem. Ăn kem? Không phải tại ta. Ta đã đi mua khắp kinh thành rồi. Nhưng mà thứ đó quả thực là không mua được. Giờ thì tốt rồi, thì ba mẹ nó đều ở đây. Hai người coi mau giúp đỡ đứa nhỏ hoàn thành tâm nguyện sau cùng đi. Dù mắc cỡ nào hai người cũng phải đi mua đi. Món đồ quý giá vậy biết đi đâu mua đây chứ. Nè, lần trước không phải ông đem về một khối băng sao? Ông mau đi lấy đi, con đã sắp chết rồi kìa. Ông mau đi lấy khối băng đi. Ngày hè nóng bức, khối băng không phải chỉ có băng thức hoàng gia mới có sao? Lẽ nào ngươi đi ăn trộm? Không phải nô tài cố ý. Nhà nô tài 3 đời đơn truyền, nô tài chỉ con đứa con này thôi. Nô tài thương nó, sao nó nóng không có ăn uống gì được cho nên mới trộm ít đem về. Xin lỗi, nô tài biết lỗi rồi. Ngươi đúng là quá to gan. Trước đi, chính vì muốn trị tội của ngươi mới phạt ngươi đi sửa. Phạt ngươi đi sửa kho băng, bây giờ ngươi lại phạm tội trộm cắp. Xem ra lần này không trảm ngươi không được mà. Nô tài biết lỗi, tha mạng. Nô tài biết lỗi, xin tha mạng. Nô tài biết lỗi, nô tài biết lỗi. Ông có lộn hay không vậy? Vì một khối băng mà đòi chém đòi giết. Ông tưởng ông là hoàng thượng sao? Ngăn. Ông ấy là... Quỳnh im đi. Ta ghét nhất loại người ngang ngược như ông. Giờ là lúc tính mạng đang nguy cấp, ông lại vì chút vật ngoài thân đó mà nói năng ngược ngạo. Chẳng phải một khối băng sao? Bà đền cho ông. Cô nương à, ta... Ông im miệng đi. Quỳnh, qua đây. Tính mạng của đứa bé này giao lại cho huynh, lo mà chữa trị cho ta. Chị Bố Y, đóng cửa thả chó. Hôm nay đừng ai hòng bước ra khỏi Thiên Hòa Y quán của ta nữa. Bước. Ok. Lập tức đứng lại. Hả? Đứng lại cho ta. Không. Nè, chữa bệnh thì chữa bệnh, dám ta lại làm gì? Hả? Ai biết được ông ra ngoài có tìm người tới đây phá đám không? Chưa kể ông đã bao chu đại phu nhà ta lâu như vậy còn chưa tính tiền rõ ràng. Ông đừng hòng giở trò nha. Được rồi. Bớt giận ha. Lần trước chẩn đoán đâu có sai, trúng độc thiệt. Hơn nữa kéo dài lâu như vậy, độc tính đã xâm nhập rất sâu. Chỉ là thật ra là trúng độc gì chứ? Nhìn cái triệu chứng này thấy hơi quen quen. Phần bã của cần độc, kịch độc, chống mặt, ói mửa, co rút, da đỏ lên, sắc mặt tái xanh. Ta biết rồi. Nghĩ ra chuyện gì rồi? Là gà. Gà hả? Gà. À không không không, là băng. Băng? À không không không, là gà và băng. À không không, cũng không đúng, là băng và gà. À tóm lại bây giờ ta không nói được. À ngang, mau đi lấy mã tiền tử nấu sôi lên. Hả? Không phải thứ đó có độc sao? Có thể cho thằng bé uống hả? Đúng, chính là lấy thuốc độc công độc. Ờ. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Chưa đại phu. Chưa xúc miệng đừng nói chuyện. Mời đi theo tiểu nhân. Chưa đại phu, vất vả cho ngươi. Mỗi ngày còn phải đối diện với cô gái hung dữ như vậy, trẫm rất đồng cảm với người. Ai chà, có cái gì đâu. Thật ra tiểu nhân đã quen ăn vậy rồi. Chỉ là cô ấy đắc tội với hoàng thượng, vẫn xin hoàng thượng trọng lòng thứ tội cho. Ê, không biết không có tội. Ta biết hai người là thanh mai trúc mã, chắc chắn người yêu chiều cô ấy. Ê, sao đem theo tay nải vậy? Đừng bỏ nhà đi bụi ha. Cũng được, trẫm chẳng có gì ngoài tiền.
ta sẽ nuôi nấng ngươi cả đời. Ta hoàng thượng hậu ái, nhưng mà trong này không phải đựng hành lý đâu. Vậy mang chuối thôi hả? Lát nữa người sẽ biết thôi. Hoàng thượng, trước khi về cung, tiểu nhân có việc thỉnh cầu. Sao gấp vậy, cứ phải nói ở đây. Chậm đói rồi, vào ăn trước đã. Hoàng thượng, nhưng mà việc này buộc phải nói bây giờ. Nói. Tiểu nhân muốn xin hoàng thượng tha cho Tôn Tử Trân. Ngươi có biết là tại sao hắn bị giam ở trong kho băng không gì? Trước đây hắn tư thông cung nữ cũng là tử tội, và hắn đi sửa mật đạo coi như ta đã khai ân. Mà nay hắn tự ý đem băng khỏi kho, tự canh tự trộm, không giết hắn, đây là quá tốt rồi. Ngươi muốn trẫm tha kiểu gì? Hoàng thượng nói vậy rất đúng, nhưng mà hai năm qua ông ấy đều bị giam trong mật đạo, chỉ là vì một lần thương con sốt ruột đưa băng ra ngoài, còn những lúc khác đều là một lòng tận tụy làm việc. Hơn nữa chuyện này cũng là vô tình phạm lỗi, không chừng có thể lấy công chuộc tội, giải được mối quả lớn giúp cho hoàng thượng. Hoàng thượng, tiểu nhân xin người nể tình ông ấy thương con, hơn nữa đã có lòng ăn năn hối cải, cho mấy con đường sống đi. Lấy công chuộc tội à? Sao nói vậy? Cụ thể bây giờ tiểu nhân chưa rõ, còn cần kiểm chứng thêm nữa mới có thể nói được. Nhưng mà tiểu nhân tin chuyện này chắc chắn có liên quan tới phương thuốc sư phụ tiểu nhân đã để lại. Ủa? Nô tài tôi đáng chết, nô tài tôi đáng chết mà. Thôi được rồi, so với những kẻ không từ gì khác, hắn không tới độ phải chết. Đi đi, coi như trẫm trước nay chưa từng thấy người. Tạ hoàng thượng, đại ân đại đức của hoàng thượng, nô tài cả đời không quên đâu. Hoàng thượng, đi lộn rồi. Ta biết mà. Đứng lên. Chú đại phu, ta nên cảm ơn cậu sao đây? Hỏi ơn nghĩa gì, bình thường đi. Ê, cho hỏi này một cái nha. Cung nữ trước đây tư thông với ông đó, có phải Lưu Châu không? Ở chuyện này, chú đại phu, cậu quả nhiên là thần y. Vậy mà cậu cũng nhìn ra được. Cái này đạo diễn nói tao biết á. Ta còn biết lúc ông sửa mật đạo còn dây dưa không dứt với Lưu Châu, e rằng nơi hai người hẹn hò chính là ở trong kho băng này. Chú đại phu, ta cũng là nhất thời hồ đồ. Lưu Châu chủ động tới tìm ta, ta bị giam dưới hầm quá lâu cho nên nó bị tồn. Trời ơi, chú đại phu ơi, ta xin cậu giúp ta giữ bí mật này. Bảo mật cái gì chứ, hoàng thượng đã thả ông ra rồi. Nếu ta mà là ông á, bây giờ ta đưa người nhà bỏ trốn hết trơn luôn. Cảm ơn đại phu. Cảm ơn. Hoàng thượng, xin đợi một lát. Hoàng thượng thứ tội, tiểu dân cũng muốn lấy ít băng của người. Ngày mai là đại lễ băng băng, ngươi muốn lấy băng, trẫm thưởng cho ngươi một miếng. Không phải, loại băng này không phải dùng để ăn. Vậy ngươi dùng làm gì? Thí nghiệm. Ơi, hoàng thượng, cuối cùng người cũng về. Nô tài nhớ người muốn chết đi được. Nô tài đang định kêu cẩm y về đi tìm người về đó. Không sao, chuẩn bị ít đồ ăn cho trẫm, trẫm đói bụng rồi. Hoàng thượng muốn ăn món gì, nô tài đi sắp xếp ngay. Hay là chuẩn bị tô thịt bò lớn đi. Dạ, còn chú đại phu. Cho ta cái tô lớn luôn. Hả? Hả cái gì mà hả, mau đi lấy cho ta cái tô đựng. Lát nữa tan hết giờ đó. Nè, cầm lấy. Hoàng thượng, thử nghiệm ra rồi, đúng là dung dịch của cần độc thú quắc Người nói cần độc chết gà trước đó, bây giờ được cho vào băng của trẫm. Đúng rồi,
Tôn Tử Trân thành thật khai nhận đúng là ông ta với cung nữ Lưu Châu hạ độc gà tư thông trong kho băng. Tiểu nhân nghĩ cung nữ đó chắc là đặc vụ do Đồng Chu hội phái tới. Cô ta lợi dụng Ngự Thiện Phòng vận chuyển cần độc vào cung, sau khi thử qua độc rồi mới tư thông đám thợ chuyển vào kho băng, nhỏ dịch độc vào trên khối băng. Dịch độc vốn dĩ có vị đắng, nhưng mà khối băng có thể gây ra tác dụng khiến người tê liệt cảm giác, cho nên dù có ăn phải độc rồi chưa chắc có thể cảm nhận được vị đắng. Tôn Tử Trần, chân tôn tử hả? Là chính ngươi xin ta tha mạng cho hắn? Hoàng thượng, tiểu nhân cầu xin người tha cho hắn chính vì tiểu nhân biết người sẽ xử hắn tội nặng, nhưng mà hắn, tội của hắn dù gì cũng chỉ là háo sắc mà thôi, quả thực là không nên gánh cái tội nặng này. Ngày mai chính là đại lễ Băng Băng, trẫm phải cùng văn võ bá quan trong triều cùng uống rượu mới của Trấn Băng này. Cùng nữ đó hành động như vậy rõ ràng là muốn hại văn võ cả triều ta. Tội lỗi nghiêm trọng như vậy hắn không gánh, người gánh hay sao? Đâu gánh sao nổi. Hoàng thượng, nếu như bây giờ đã biết trong băng có độc rồi, vậy khẩn xin hoàng thượng hủy bỏ đại lễ Băng Băng ngày mai đi. Không thể được, đại lễ Băng Băng vẫn phải tổ chức. Hả? Hoàng thượng, trong kho băng đã không còn khối băng có thể thay thế nữa. Nếu như người vẫn muốn kiên trì tổ chức, vậy chẳng phải là khiến bá quan văn võ trúng độc chết hết? Cái tên nghịch tặc này, hắn muốn chọn ngày này để hạ độc, rõ ràng muốn thấy cơ nghiệp của nhà Minh ta giữa ban ngày ban mặt quỷ trong phút chốc sáng quyền đoạt vị. Vậy người đó có thể không chỉ là một người, chắc chắn trong danh sách Băng Băng của trẫm. Trẫm cũng muốn coi thử ngày mai kẻ nào không nâng ly. Bây giờ trẫm tự đã có tính toán hết. Hoàng thượng, vì muốn tra ra phản tặc phải hy sinh nhiều người vô tội vậy thiệt sao? Ta thà phụ hết cả thiên hạ cũng không để thiên hạ phụ ta. Chu đại phu cứ làm tốt việc của mình là được. Đã đến đại lễ Băng Băng bây giờ bắt đầu. Giang sơn nhà Minh ta được thịnh thế như vậy là công lao của các ái khanh. Trẫm đa tạ các khanh. Chào các khanh. Dạ. Trẫm cạn trước rượu này. Tạ hoàng thượng ban rượu. Ngồi đi. Mời ngồi tới đây. Còn quá trời của miếng băng đỡ quá ha. Đỡ quá. Rượu ngon, rượu ngon. Đúng rồi, mát lạnh đã khắc. Đúng là giọt rượu hiếm có. Đúng là rượu hiếm có. Nhưng mà nếu như không thêm vô băng tốt chuyển từ thiên sơn ngàn dặm xa xôi tới thì đâu ra mùi vị kỳ diệu như vậy ha. Đúng đó, đúng đó. Rượu ngon, rượu ngon.
hôm nay chúng ta phải uống thêm 90 giò nữa cho nó đã, cho nó cái này sao đau dữ. Chúng ta làm sao vậy? Sao cũng vậy, cái đau bụng quá trời, chết vậy làm sao vậy? Tại sao lại đau bụng quá trời, khó thở nữa. Hồn quân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Là ngươi hả? Chắc chắn ngươi không thể ngờ được. Cũng phải thôi, mỗi ngày ngươi đều bận rộn quan dâm vô độ, sao có thể quan tâm chuyện này? Trên triều đình của ngươi đều là một đám nịnh bợ to hót, đều là một đám vô dụng. Hôm nay ta phải ở đây nhổ cỏ tận gốc, tiễn bọn chúng cùng đi xuống suối vàng. Người đâu, giải tên hôn quân này xuống cho ta. Giờ chết của người tới rồi, bắt hắn cho ta. Các người muốn tạo phản sao? Làm gì vậy? Đau này đặt nhầm chỗ rồi. Tạo phản? Nức cười, ta thấy tạo phản là ngươi á. Ngươi quả thật là to gan. Dám ở đây hạ độc dân võ bá quan cả triều ta. Là hắn đã hạ độc hoàng thượng, xin cứu mạng. Mọi người đừng lo, độc này đã bị ta giải rồi. Không phải chứ, hôi quá trời ơi, sao mà thui quá vậy? Không đau nữa, không đau nữa. Trời đất ơi, chẳng những khỏi rồi, hơn nữa còn thấy sảng khoái tinh thần. Không đau nữa, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Sao có thể như vậy? Tuy là cần độc, giống là 10 loại kịch độc, nhưng mà nó có khắc tinh trong tự nhiên, đó chính là mã tiền tử. Ta đã bỏ mã tiền tử nấu thành nước hòa vô trong đó, hai loại này tương tác lấy độc công độc, cho nên mọi người uống rượu này vào chẳng những không trúng độc, ngược lại còn có thể khử độc dưỡng nhan, bảo vệ đường ruột, mạnh sinh lý. Bài mưu tính kế cuối cùng gậy ông đập lưng ông. Hoàng thượng, kế hoạch chu toàn như vậy quyết không phải là loại hồ đồ này có thể nghĩ ra. Nói đồng bọn của ngươi là ai, không biết chừng hoàng thượng có thể miễn ngươi tội chết. Hoàng thượng xin tha cho thần một mạng. Thần cũng là bị người khác sai khiến, chính là tạo. Cẩu tặc dám ám sát thánh thượng. Hoàng thượng, người yên tâm, thần đã thay người trừ bỏ mối họa này rồi. Chức giả cho khanh qua. Hoàng thượng dừng bước. Thời gian qua được hoàng thượng hậu ái, hơn nữa vụ án cũng đã kết thúc, tiểu nhân không ở lại trong cung nữa. Được rồi, nói nhiều làm gì, trẫm thừa biết trong lòng ngươi đang chửi ta. Trời, ai dám đâu. Tiểu nhân còn phải cảm ơn hoàng thượng tiếp nhận góp ý của Thảo Dân và mã tiền tử giải độc trong rượu, không để người vô tội phải bị liên lụy. Trẫm là vua của một nước, sao có thể để con dân của mình vô cớ chịu chết được. Chỉ là trẫm lựa chọn một cách làm hợp lý nhất mà thôi. Còn có chuyện này nữa, phải cảm ơn hoàng thượng. Cảm ơn hoàng thượng đã tha cho cả nhà của Tôn Tử Trân nha. Ê, giết hắn rồi không thay đổi được gì hết. Trẫm không muốn làm hôn quân. Đúng là nói mà hoàng thượng thấy cưng hết mức á. Thôi được rồi, đi về đi, không đi nữa trẫm sẽ giết người ở đây đâu. Ê, đợi đã. Hoàng thượng, nhất công cụ đỉnh nhà vua có nói chơi á. Làm cái gì hết hồn vậy bà nói? Dùng ngươi thời gian lâu như vậy, trẫm cảm thấy rất áy náy. Cái này giao cho An An cô nương, cứ nói là quan lão gia đền bù cho cổ. Làm vậy ngại muốn chết luôn á. Phải rồi hoàng thượng. Đây là gì?
Mấy hôm nay ở bên cạnh hoàng thượng, ngửi thấy có mùi thúi thúi, hơn nữa luôn thấy công công phải bóp da cho hoàng thượng. Cái phương thuốc mà người y kê đó chỉ là tạm quản cái đau nhất thời, nhưng mà trẫm vẫn luôn cảm thấy còn bị sưng đỏ và gương ngay. Đây là cao dán thông cốt của thiên hòa y quán, dán vô chỗ đau có thể hoạt huyết giảm đau, vừa thuận tiện lại an toàn trong 7 ngày giảm đau hiệu quả. Có loại thuốc tốt như vậy mà giấu ta hay sao? Thuốc dùng cho hoàng thượng phải kỹ càng một chút, dán cho mấy cha nội công công trước rồi mới đưa hoàng thượng được. Còn không mau đi đi, còn không đi cho người biến thành thái giám luôn bây giờ. Đi về dùng thử trước đi. Dạ. Đi thôi. Sao rồi? Kiếm của người đã sửa xong chưa? Sướng công quả nhiên lợi hại, không cần nhìn qua đã biết kiếm tia chức đã sửa xong. Chuyện này có gì khó? Kiếm tốt, kiếm gãy để trong vỏ kiếm thì tự nhiên nó sẽ có sự khác biệt thôi. Sướng công anh minh, nếu đã như vậy chắc ngài cũng đoán ra mục đích hôm nay tia chức tới đây để làm gì. Không, vậy là ngươi sai rồi. Ở trên thế gian này chỉ có lòng người là khó lòng suy đoán nhất thôi. Tia chức muốn hỏi người một câu. Nói. Hôm nay đại lễ băng băng, hoàng thượng ban rượu cho Dương Mai, tại sao chỉ có Sướng công công không uống? Bởi vì ta không thích uống. Chuyện này ngươi cũng biết mà. Có thật là đơn giản vậy không? Vậy ngươi cảm thấy đúng ra phải như thế nào? Cái tên cầm Tả Mộc Côn tấn công trẫm đã tra được lai lịch hay chưa? Bẩm hoàng thượng, thần đã điều tra rồi. So sánh dấu chân bùn đất với chân hắn, đúng là được thả ra từ mật đạo trong cung. Trẫm đúng là vô phước, không thể sống yên ổn ngày nào cả. Trẫm vừa tìm được một nơi đã để lộ tin tức ra ngoài. Hoàng thượng bớt giận, có một tin tốt lành này. Nói. Tên mãn phu đó thần lôi tới Tây Xưởng thẩm vấn vài ngày, cuối cùng đã nói ra dáng vẻ của kẻ sai khiến. Thần đã sai thợ vẽ ra cho người, mời hoàng thượng xem qua. Chà, không lẽ hoàng thượng đổi ý muốn chém ta? Sao vậy? Không biết chuyện gì. Xin lỗi cho qua. Xin lỗi. Thư cảm ơn. Gần đây con ta bị bệnh, tìm tới thượng nhân đại phu chữa trị. Sau khi bệnh nặng thêm, mai có Chu Nhất Long đại phu mắt tay chữa khỏi. Nay viết thư này cảm ơn Tôn Tử Trân. Trời, em thấy mưa, đừng ra tay. Ra tay gì chứ? Buổi tối hôm trước ta lén lút bỏ ra ngoài. Chuyện đó bỏ đi, xí xóa hết rồi. Trời, nay dễ thương dữ vậy. Đúng đó, nói sao thì huynh cũng lập công lớn. Họ Tôn kia dán thư cảm ơn ngoài cửa quán của chúng ta nhiều hơn gấp đôi cậu thượng nhân luôn. Cũng nhờ có Chu ca ca huynh y thuật cao minh mới cứu được mạng con trai của họ. Còn nữa, huynh giúp ta trút được cơn giận này, giúp y quán ta oai phong hơn. Con trai, mạng của cha nó cũng là ta cứu. Huynh mới nói gì ạ? Đâu có gì, phải rồi. Hoàng lão gia đó nói á, kêu ta đi nhiều ngày như vậy quả thật rất áy náy, chuẩn bị một ít quà cho muội. Ha, xin lỗi muội đó. Tên khốn họ Hoàng đó có thể tặng ta đồ tốt gì chứ? Trả ta tiền khám bệnh mấy ngày là tốt rồi. Trong này lại giống gì sao nặng dữ. Gì vậy má nội? Tào công công Đông Xưởng gia đau. Chu đại phu, đã lâu không gặp rồi. Gì mà đã lâu không gặp, chúng ta biết nhau sao? Hey,
bọn ta biết hết rồi, ngươi còn làm bố gì chứ? Biết nhưng mà biết cái chuyện gì mới được. Chu ca ca, sao huynh móc nối quan hệ với Đông Xưởng vậy? Lẽ nào huynh muốn làm thái giám sao? Ấy không phải, Đông Xưởng của ta thấp cổ bé họng, không được anh minh như Tây Xưởng đâu. Phái đặc vụ xinh đẹp như Liễu Châu Nguyên tới đây, nếu Chu đệ phu nhìn thấy chắc chắn cầm lòng hống đầu. Ông vừa mới nói gì? Liễu Châu Nguyên là đặc vụ của Tây Xưởng. Chu Nhất Long, huynh nói rõ ràng cho mọi nghe, cô ta được huynh đưa về đây mà, có phải huynh đã biết từ đầu hay không? Huynh có dụng ý gì đây? Không ngờ lại giấu một đặc vụ ở trong y quán hả? Muội nghe ta nói đã, muội nghe ta nói, nghe ta giải thích chuyện này không giống như muội nghĩ đâu. Ai nói là chỉ có một đặc vụ? Ai, đây không phải Uông Công Công sao? Vừa rồi lúc ta tới hỏi thăm, thấy cửa lớn Tây Xưởng đóng kín, trong lòng ta rất là lo lắng. Tào Công Công, ông quá lo rồi. Chẳng qua là ta nghỉ ngơi mấy ngày thôi, bây giờ đã hồi phục rất tốt rồi. Ta quên nói với ông. Hả? Hoàng thượng đã hạ lệnh tất cả mọi người ở Tây Xưởng ta đều phục chức cũ. Tào Công Công, nếu như ông muốn tới thăm ta, ta chuẩn bị trà ngon chào đón ông. Được. Nè, ông là cha nội đâu nữa? Hân hạnh được gặp. Ta là Uông Trực Xưởng Công của Tây Xưởng. Đông Xưởng, Tây Xưởng, bữa nay có chuyện gì vậy? Sao mọi người đều tới y quán của ta? Cô nương, không cần lo lắng. Lần này ta tới là muốn cảm ơn Dương Đại Hiệp. Dương Đại Hiệp có thể nói là tấm gương trong số các đồng liêu của chúng ta. Liễu cô nương, cô là đặc vụ hả? Dương Triệu Vũ, huynh cũng là đặc vụ. Ôi da, loạn rồi, lần này loạn thật rồi. Được lắm, nói vậy là mấy người hùa nhau chơi ta có phải không? Nếu các người đều là cao thủ đệ nhất, tại sao còn tới y quán? Hiểu lầm. Quá thực là hiểu lầm, mọi người nghe ta giải thích trước đã. Được rồi, nếu như mọi người đến đông đủ rồi, vậy thì ta đi thẳng vào vấn đề. Đặc vụ Tây Xưởng Liễu Châu Nguyên tận tâm tận tụy đã chịu thiệt thòi ở đây rồi. Tây Xưởng không phong thưởng, Đông Xưởng chúng tôi phong thưởng. Người đâu? Dạ, ở đây có 500 lượng vàng ròng thưởng cho Liễu cô nương. Hy vọng Liễu cô nương tiếp tục kiên trì ở lại đây, bảo đảm nhà Minh ta bình an một cõi. Liễu Nhi, đây là Tào Công Công thưởng cho hậu bối. Con nhận đi, không có gì phải ngại ngần cả. Tào Công Công, hả? Đúng là trùng hợp, ta cũng nghĩ giống như ông vậy. Người đâu? Dạ, ở đây ta có 1000 lượng vàng ròng tặng cho Dương Đại Hiệp. Dương Đại Hiệp, ngày sau ngươi và Liễu Nhi ở cùng một chỗ, ta hy vọng hai người cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau, không nên phụ ý tốt của Tào Công Công. Ti chức Dương Triệu Vũ Đông Xưởng, đa tạ đại nhân ban thưởng. Từ lúc Thiên Hòa y quán chúng ta mở quán tới nay, y quán đệ nhất ở kinh thành này, các người cũng không phải mới ngày đầu tiên nghe nói. Lịch sử huy hoàng như vậy, thành tích đáng tự hào như vậy, tự nhiên mà có được sao? Đương nhiên là không phải. Đây là nhà họ Trần ta, tổ tiên nhiều đời cần cù làm lụng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thức khuya dậy sớm. Hello ơi. Mở y quán đâu phải là làm ruộng, chưa kể y quán là sư phụ sáng lập, đâu phải tổ tiên nhiều đời. Huynh còn mặt mũi nhắc tới cha ta? Nếu cha ta biết mọi việc huynh làm ngày hôm nay, không giận tới máu nóng bốc lên đầu mới lạ. Chu Nhất Long, huynh giỏi giang quá rồi. Huynh không chịu khó là một đại phu tử tế, huynh đưa đặc vụ về quán này, huynh muốn làm phản có phải không? Không phải là mũi dẫn người về sao? Huynh nói lại coi. Hôm nay chủ yếu là ta muốn nói qua vấn đề quản lý y quán này, đặc biệt là hai người đó. Ta cũng không hiểu tại sao mấy người cứ phải liều sống liều chết ở lì trong y quán của ta không chịu đi. Nhưng vậy cũng được thôi, bổn cô nương theo hầu tới cùng. Nhưng mà ta phải nói rõ ràng trước, ta không
không quan tâm các người là đặc vụ của Đông Xưởng Tây Xưởng gì hết. Sau này công việc cần làm không được bất việc nào. Mấy người các người giám sát lẫn nhau, một người phạm lỗi lầm tất cả bị trừ tiền lương. Được thôi, tùy ý cô, dù gì cũng không bao nhiêu tiền. Ê, hay là vậy đi, sau này cô dứt khoát đừng phát cho chúng tôi. Vậy cô bớt việc, bọn ta cũng bớt lo. Cái con Tuesday này, cô đừng có hống hách quá vậy nha. Ít ra Trần An An ta cũng là chủ của y quán đó. An An, không nên nổi nóng về chuyện nhỏ như vậy. Liệu cô nương, cô coi cô không quan tâm tới tiền đó, nhưng mà bọn ta quan tâm mà. Hay là cô cứ coi như xuống nước xin lỗi đi. Gì ghê vậy, chỉ là tiền thôi mà. Cô ta trừ huynh bao nhiêu, ta bù lại. Đây là của một năm, huynh cứ giữ trước, nhiều không cần thối. Thiếu ta bù thêm cho. Liễu cô nương, cô đúng là Bồ Tát sống mà. Tây Xưởng bên cô còn thiếu người không? Cô thấy ta phù hợp không? Huynh dạ. Còn muốn đi Tây Xưởng, Tây Xưởng đều là thái giám, huynh có biết không? Cưng. Mama, e là lần này chúng ta xa nhau, sau này không còn duyên gặp lại. Đừng có sợ, quả bao nhãn tiền chỉ chưa tới lúc thôi. Nhất định ông trời sẽ bảo vệ cho người. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mau đi lẹ lên. Vậy hai người cũng phải cẩn thận. Cô đó nhất định phải cẩn thận. Giang Sơn xã tắc nhà Minh á, bây giờ giao lại hết cho cô đó. Ta biết rồi. Đi về tắm cung nhiều đường như vậy, chúng ta sao phải đi đường này làm gì? Hôm nay thông báo trong cung Giảng Quý Phi nương nương mất trộm, phái người đi tra xét khắp nơi rồi. Nếu không đi đường nhỏ này, chỉ sợ hễ đóng cửa tra xét là hai canh giờ cũng không về được đâu. Sao hả? Sợ rồi. Ai mà không sợ chứ. Ta nghe nói trong An Lạc đường này có vụ quyết án một xác hai mạng đó. Mỗi buổi tối đều có thể nghe tiếng khóc của trẻ con. Còn nữa, còn có ma trời nữa. Trời ơi, nói tầm bậy, đêm khuya còn nhắc chuyện này. Không sợ xui hả? An Lạc đường đã bỏ phế nhiều năm rồi, ở đâu ra ma quỷ? Ê, cô có đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo? Nói nhảm quá. Nữ tử ở trong cung như chúng ta có ngày nào không cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạnh? Bớt nghĩ lung tung giùm đi. Người ta tiếp ứng sao? Đúng vậy, mọi chuyện sắp xếp xong rồi, việc còn lại cứ giao cho ta. Đợi khi hai người hoàn thành nhiệm vụ, tìm chỗ nào đó tạm lánh một thời gian. Không còn sớm nữa, mau lên đường đi.是缘深。